Luận về kỳ kinh bát mạch. Bài này chủ yếu luận thuật về nội dung phân bổ tuần hành công năng sinh lý, về biến hóa, về bệnh lý của kỳ kinh bát mạch, cung cấp điểm dựa lý luận quan trọng cho vận dụng lâm sàng. Hoàng đế hỏi: kinh mạch thuận nghịch tuần hành làm thế nào để phân biệt? Kỳ bá trả lời: dưới tình hình bình thường, thủ tam âm kinh đều từ ngực đi về tay, thủ tam dương kinh từ tay đi về đầu, túc tam dương kinh đều từ đầu đi về chân, túc tam âm kinh đều từ đầu đi về bụng. Hỏi rằng ở trong 12 kinh mạch chỉ độc có túc thiểu âm kinh hướng về dưới tuần hành, việc này là như thế nào? Trả lời rằng đi về dưới không phải là túc thiểu âm, là mạch sung là biển của 12 kinh mạch ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ đều chịu sự nhu dưỡng bởi khí huyết của nó, trong đó một nhánh mạch đi lên ra ở vùng trên yết hầu và một nhánh hướng về dưới rót vào đại lạc của túc thiểu âm thận kinh, từ bộ vị khí sung ra nông, dọc mặt trong đùi đi xuống vào trong bổ nhượng chân, đu ẩn nhú ở trong mặt xương chày xuống đến mặt sau mắt cả chân, trong rồi đi tách ra, nhánh đi xuống đi cùng với túc thiểu âm kinh, đồng thời đem tinh khí tưới rót vào túc tam âm kinh, nhánh mạch tách ra đi về phía trước, từ chỗ mép trên xương gót chân, vùng sâu của mắt cả chân trong hưởng về ngoài ra nông, dọc theo mu chân đi vào giữa ngón chân, đem tinh khí tưới thấm vào trong lạc mạch lớn nhỏ toàn thân, dễ ẩm dưỡng cơ bắp, cho nên nhánh lạc mạch của mạch sung bất kết không thông sướng thì mạch vùng mu chân đều không đập, khí huyết quyết nghịch thì sẽ xuất hiện lạnh chân. Hỏi rằng làm thế nào mới biết được tình hình nghịch thuận về khí huyết kinh mạch? Trả lời: trước tiên dùng lời nói để giảng giải khuyên bảo nhằm loại trừ sự lo lắng của người bệnh, sau đó dùng tay bắt mạch phụ dương của nó, nếu mạch không đập là mạch sung bị tà, nếu mạch vẫn còn đập đó nói rõ mạch sung chưa bị tà xâm vào. Có thể căn cứ mạch phụ dương đập hay không đập mà biết được quyết nghịch túc hàn, chân lạnh ngược từ dưới lên trên có phải do mạch sung bị tà mà gây ra hay không. Mạch sung, mạch nhâm đều bắt đầu ở trong bào cung, đi lên dọc theo bên trong xương sống là biển của kinh lạc, nhánh đi cạn ra ngoài, dọc theo hai bên trái phải của bụng, đi riêng ra lên trên, hợp với vùng yết hầu, tách ra đi về lạc mạch, miệng môi. Huyết khí sung đầy thì cơ bắp đầy đà, da rẻ nhuận bóng, cơ bắp ẩm áp. Nếu huyết độc thịnh thì thẩm rót vào trong da mà sinh ra lông tơ. Đặc trưng sinh lý của phụ nữ là khí có dư, huyết bất túc. Nguyên nhân của nó là mỗi tháng đều có kinh nguyệt bài tiết ra. Huyết khí của mạch sung nhâm không thể dinh dưỡng miệng môi nên phụ nữ không mọc râu ria. Mạch nhâm bắt đầu ở phía dưới huyệt trung cực, đi lên chỗ huyệt khúc cốt, nơi chòm lông đi vào bụng, dọc theo trong bụng đi lên, qua huyệt quan nguyên, hướng lên đến vùng yết hầu, lại đi lên tới hàm dưới cạnh miệng, dọc theo vùng mặt, đi về dưới mắt. Mạch sung bắt đầu ở vùng khí sung, vùng đi tới túc thiểu âm thận kinh, giáp hai rốn đi lên, đến trong ngực mà phân tán. Mạch nhâm xảy ra bệnh biến ở đàn ông thì kết thành thất sản thoát vị trong bụng, ở đàn bà thì có xích bạch đời hạ và chứng hà tích tụ. Mạch sung xảy ra bệnh biến thì khí sung lên trên, trong bụng đau, mạch đốc
xảy ra bệnh biển thì thấy bệnh sống lưng đơ cứng, thậm chí ưỡn xương sống, hỏi rằng có người bị tổn thương bộ phận sinh dục, liệt dương không thể cương cứng, mất công năng giao hợp nhưng vẫn mọc râu ria, mà hoạn quan lại không mọc râu ria, đó là nguyên nhân gì? Trả lời rằng âm hành và tinh hoàn của hoạn quan đều bị thiến đi khiến cho mạch xung bị tổn thương, sau khi huyết tiết ra không thể trở lại đi theo con đường tuần hành bình thường, vết thương ngoài da khô tảo sau khi bị thương, môi miệng không được dinh dưỡng của khí huyết mạch nhâm nên râu ria không sinh trưởng, thiên yểm là sự thiếu hụt trên sinh lý, khí huyết của hai mạch nhâm xung của người ấy không sung thịnh, âm hành và tinh hoàn phát triển không kiện toàn. Tuy rằng khí huyết bất túc không thể đi lên dinh dưỡng miệng môi nên không mọc râu ria. Sách Tổ Vận nói rằng mạch đốc bắt đầu ở vùng bụng dưới, đi xuống về chính giữa xương chậu ở đàn bà, vào trong liên hệ với đình khổng của bộ phận sinh dục, đình khổng ở phía trên miệng niệu đạo ra ngoài, từ đây tách ra một nhánh lạc mạch dọc theo bộ phận sinh dục, đi riêng về phía sau hội hợp ở chỗ hội âm, lại đi riêng ra phía sau vùng hội âm, vòng qua vùng mông đến thiểu âm kinh, hợp với tung lạc của kinh túc thải dương ở mạch của thiểu âm, túc thiểu âm kinh từ phía sau bên trong đùi đi dọc lên trên, xuyên qua xương sống và liên hệ thuộc về thận tạng. Mạch đốc là cùng túc thải dương kinh bắt đầu ở khóe mắt trong, đi lên đến trán giao hội ở đỉnh đầu, vào lạc ở não, lại chui ra xuống cổ gáy, tuần hành mặt trong bả vai, dọc theo xương sống đến trong thắt lưng, vào tuần hành trong xương sống, liên lạc ở thận tạng ở đàn ông. Mạch đốc thì dọc theo âm hành xuống đến hậu môn, tương đối giống nhau như ở đàn bà. Một nhánh mạch khác từ bụng dưới đi thẳng lên, xuyên qua chính giữa rốn bụng, hướng lên trên thông qua tâm tạng vào họng, đi lên đến vòng quanh miệng môi vùng hàm dưới, rồi hướng lên trên liên lạc ở vùng chính giữa dưới hai mắt. Mạch đốc xảy ra bệnh biến thì khí từ bụng dưới xông lên tâm mà gây ra đau, không thể đại tiểu tiện được, đó gọi là xung sản. Ở đàn bà thì không thai nghén hoặc gây ra chứng tiểu tiện không thông lợi, bệnh trĩ, đại sỏn, khô họng, mạch đốc có bệnh nên chữa mạch đốc. Trong Nạn Kinh nói rằng mạch đốc bắt đầu ở dưới huyệt hội âm, đi vào trong cột sống, lên đến phong phủ, đi sâu vào liên thuộc về não, đi lên đỉnh đầu, dọc theo giữa trán đến trụ mũi là biển của mạch dương. Hoàng Đế hỏi, mạch kiều bắt đầu từ đâu và dừng ở đâu, là kinh khí của kinh nào khiến cho nó dinh vận? Trả lời rằng, mạch kiều là nhánh lạc mạch của túc thiểu âm kinh, bắt đầu ở huyệt triều hải phía sau nhiên cốt, đi lên đến huyệt giao tín, trên mắt cả chân trong, đi thẳng lên dọc theo mặt trong đùi, đi vào bộ phận sinh dục trước, hướng lên trên dọc theo trong ngực vào khuyết bồn, đi lên ra mặt trước huyệt nhân nghinh, vào vùng má liền với khóe mắt trong, đi lên trên sau khi hội hợp với túc thải dương kinh. Dương kiều mạch, mạch khí của âm kiều và dương kiều đều đi trở về nhu nhuận mắt, khiến mở mắt nhắm mắt được. Nếu hai khí âm kiều và dương kiều lệch về thịnh, không thể cùng đi vận hành nhau, thì mắt mất đi nhu nhuận mà mở nhắm thất thường, hỏi rằng khí của mạch âm kiều độc hành ở ngũ tạng mà không đi ở lục phủ, đó là đạo lý gì? Trả lời rằng sự vận hành của hai khí âm dương là không ngừng, giống như sự lưu chảy của dòng nước
vận chuyển của nhật nguyệt vậy, vĩnh viễn không dừng, cho nên âm mạch dinh vận tinh khí ngũ tạng, dương mạch dinh vận tinh khí lục phủ như chiếc vòng không đầu nổi, xoay chuyển không ngừng, không biết được khởi điểm của nó, cũng không thể tính toán số lần lưu chuyển của nó. Khí của mạch kiều chạy ở bên trong thì tưới rót cho tạng phủ, tràn ở ngoài thì nhu nhuận tẩu lì. Hỏi rằng mạch kiều có âm kiều dương kiều, khi tính toán tổng chiều dài kinh mạch lấy con số của mạch nào? Trả lời: đàn ông tính toán chiều dài của mạch dương kiều, đàn bà thì tính toán chiều dài của mạch âm kiều. Mạch mà số chiều dài được tính là kinh, không được tính chiều dài là lạc. Sách Nạn Kinh nói rằng mạch dương kiều bắt đầu ở gót chân, dọc theo mắt cả chân ngoài đi lên, tiến vào huyệt phong trì vùng gáy. Mạch âm kiều cũng bắt đầu từ gót chân, theo mắt cả chân trong đi lên đến vùng yết hầu, giao hội và xuyên qua mạch sung. Sách Nạn Kinh lại nói rằng hai mạch dương duy và âm duy có thể liên hệ mạng lưới âm dương toàn thân, có tác dụng làm tràn ra hoặc tích trữ lại khí huyết mà không trực tiếp tham dự vận hành tuần hoàn chảy rót. Cho nên mạch dương duy bắt đầu ở chỗ giao hội của các dương kinh, mạch âm duy bắt đầu chỗ giao hội của các âm kinh. Nạn Kinh lại nói rằng mạch đời từ chỗ bờ dưới hông sườn bắt đầu vòng quanh vùng thắt lưng bụng một vòng. Nạn Kinh lại nói dương kiều xảy ra bệnh biến thì bên dương giãn dài ra, bên âm thì co rút lại. Mạch âm kiều xảy ra bệnh biển thì bên âm giãn ra, bên dương thì co rút lại. Mạch dương duy gắn bó với dương của toàn thân, mạch âm duy gắn bó với âm của toàn thân. Nếu âm dương không gắn bó nhau thì gây ra cảm giác buồn bã không được như ý, dẫn đến tinh thần rã rời, thể lực buông lơi, không thể tự kiềm chế. Mạch đời có bệnh thì không thể ràng buộc các mạch, dẫn đến bụng trướng đầy, vùng thắt lưng giãn duỗi kém sức mà sợ lạnh, như đang ngồi trong nước vậy. Luận về mạch độ. Bài này luận thuật về thước đo của thủ túc tam âm, tam dương kinh mạch và mạch nhâm đốc kiều, sự vận hành vinh khí với nguyên tắc trị liệu: bằng hư thì bổ, thực thì tả, ừ thì cho ra huyết. Hoàng đế hỏi rằng ta muốn nghe ngươi nói về chiều dài của mạch. Kỳ bà trả lời: tả hữu của thủ dương minh, thủ thiểu dương, thủ thái dương, tổng cộng gồm 6 đường kinh dương từ tay đi lên đầu, mỗi đường kinh mạch dài 5 xích, 5 lần 6 hợp lại là 3 trượng. Thủ thái âm, thủ quyết âm, thủ thiểu âm kinh mạch, tả hữu tổng cộng 6 đường kinh từ tay đi đến trong ngực, mỗi đường mạch dài 3 xích, 5 thốn, 6 lần 3 là 1 trượng 8 xích, 5 lần 6 cộng lại 3 xích, tổng cộng là 2 trượng 1 xích. Túc dương minh, túc thiểu dương, túc thải dương kinh mạch, tả hữu hai bên, tổng cộng 6 đường kinh, từ đầu đi đến chân, mỗi đường mạch dài 8 xích, 6 lần 8 là 4 trượng 8 xích. Túc thải âm, túc quyết âm, túc thiểu dương kinh, hai bên tả hữu, tổng cộng 6 đường mạch, từ chân đi đến trong ngực, mỗi đường mạch dài 6 xích 5 thốn, 6 lần 6, 3 trượng 6 xích, 5 lần 6 là 3 xích, tổng cộng 3 trượng 9 xích. Mạch kiều đi từ chân đi đến mắt tả hữu hai bên, hai đường mỗi đường mạch dài 7 xích 5 thốn, 2 lần 7 hợp lại 1 trượng 4 xích, 2 lần 5 hợp lại 1 xích, tổng cộng 1 trượng 5 xích. Mạch đốc và mạch nhâm, mỗi đường kinh dài 4 xích 5 thốn, 2 lần 4 hợp lại 8 xích, 2 lần 5 hợp lại 1 xích, tổng cộng
dài 9 xích, kinh mạch trên đây tổng cộng dài 16 tượng 2 xích. Đây là đường hầm lớn của Vinh Khí, vận hành toàn thân, kinh mạch ẩn phục tuần hành vùng sâu cơ thể con người. Nhánh mạch đi ngang tách ra từ kinh mạch chính là lạc mạch. Nhánh mạch tách ra từ lạc mạch là tôn lạc. Tôn lạc thịnh đầy mà có huyết ứ nên phải châm nhanh cho ra máu. Nếu là tà khí thịnh thì phải dùng phép tả, chính khí hư thì dùng dược vật để bổ.